Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê nhé. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì tôi em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác và anh em một số cái phụ kiện để anh em thay thế sửa chữa cho những khẩu súng Kondo các nhé. Đó là về bộ cò ba mảnh và bộ ruột của Kondo. Thì các bác mà đang quan tâm phụ kiện nào thì các bác hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các nhé. Thì cũng không để các bác và anh em chờ đợi lâu nữa, thì sau đây em sẽ được giới thiệu cụ thể chi tiết từng phụ kiện nhỏ lẻ một. Em sẽ giới thiệu phụ kiện nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính các nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho bác những quy lẻ các nhé. Đây là quy lẻ của Kondo đấy, trong quá trình mình sử dụng ấy mà quy bị mòn, các bác muốn mua cho mình một quy mới về bắn nó sẽ ngon hơn thì các bác nên tham khảo một chiếc quy đồng các bác nhé. Quy đồng này sẽ là quy đồng của Kondo này, tay kéo sẽ là tay kéo Elok các nhé, chống gãy cực kỳ là tốt. Thì một bộ quy đồng và một cái tay kéo cộng cho các bác thêm 4 lít giòn để về các bác để vào trong quy đồng. Thì một cái quy đồng và một cái tay kéo thì bên số em đang bán giá là 150.000 các nhé, 150.000 đồng thì đã bao ship rồi các nhé. Nhận hàng các bác sẽ được quyền kiểm tra hàng đúng à, đúng sản phẩm như giới thiệu trên video thì các sẽ thanh toán tiền các nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho bác là cái bộ cò ba mảnh các nhé. Đấy, trong quá trình mình sử dụng ấy, bộ cò ba mảnh mà bị mòn ấy, hoặc là lò xo bị yếu ấy, mà các muốn mua cho mình một bộ cò ba mảnh mới thì bên em cũng bán các nhé. Bộ cò ba mảnh này ở trong sẽ đầy đủ hết các nhé, ba cò ba mảnh này và những ốc chí này và những cái chốt này và cái hai cái thanh nẹp các nhé, hai thanh nẹp. Thì một bộ cò ba mảnh của Kondo thì bên số em đang bán giá là 180.000 các nhé, một bộ cò ba mảnh của Kondo giá là 180.000 đồng thì đã bao ship rồi các nhé. Nhận hàng các bác sẽ được quyền kiểm tra hàng đúng à, đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác sẽ thanh toán tiền các nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em những cái bộ ruột của Kondo nhé. Bộ ruột của Kondo này dùng cho các chơi Kondo Talon này, Kondo U hoặc là Kondo Z thì các bác đều có thể thay thế sửa chữa chung với bộ ruột này các nhé. Bộ ruột của Kondo này thì đầy đủ hết, đi kèm sẽ một lò xo 1.6 và em sẽ tặng thêm cho các một lò xo 1.8 nữa các bác nhé. Lò xo này thì lò xo thì đàn hồi cực kỳ là tốt. Đây các bác ben kẹo 635 này, kẹo 5.5, kẹo 4.5. Các bác sử dụng lò xo này thì ben thú thì cực kỳ là thích rồi. Đấy. Các bác mua một cái bộ ruột có một lò xo em sẽ tặng thêm cho một cái lò xo sơ cua nữa các bác nhé. Thì bộ ruột này ở trong sẽ đầy đủ hết các nhé. Tay kéo này, búa này, ốc tăng chỉnh búa này. Đấy. Ốc định tâm này sẽ đầy đủ hết các nhé. Thì một dòng sim này, nói chung đầy đủ hết. Thì một bộ ruột của Kondo này thì bên số em đang bán giá là 230.000 đồng một cái bộ ruột các nhé. 230.000 đồng một bộ ruột của Kondo thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các nhé. Đấy, thì các mà đang quan tâm cái bộ cò ba mảnh này, bộ ruột của Kondo hoặc những quy lẻ thì các anh nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé. Đấy, thì một video em làm rất chi ngắn thôi. Thì cuối video thì có được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.